Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo và họ không có gì ăn. Người gọi các môn đệ và bảo: Ta thương đám đông, vì này đã 3 ngày rồi họ không bỏ rơi ta và không có gì ăn. Nếu ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến. Các môn đệ thưa: Giữa nơi hoang địa này lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no? Và người hỏi các ông: Các con có bao nhiêu bánh? Các ông thưa: Có 7 chiếc. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ, người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được 7 thúng. Số người ăn độ chừng 4.000. Rồi người giải tán họ. Kế đó người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Damadutha. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cảnh tượng trong Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Lần thứ nhất là trong địa hạt Do Thái dành cho người Do Thái. Lần thứ hai này trong miền thập tỉnh dành cho tất cả mọi người Do Thái cũng như dân ngoại. Điều này Thánh Marco muốn trình bày cho chúng ta biết rằng bàn tiệc của Đức Kitô được dọn ra cho mọi người, kể cả anh em dân ngoại. Chúa Giêsu muốn hướng tất cả mọi người chúng ta đến tất cả mọi người, không trừ một ai, bởi vì tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân vì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Hôm nay đã bật lên lòng thương yêu và quyền năng của Đức Giêsu, người tỏ lòng thương những người đơn sơ chất phác đi theo người, không kể gian nan, không nghĩ đến việc phải tìm đâu ra của ăn. Sở dĩ Đức Giêsu đã có thể nuôi sống được đám đông dân chúng, dù chỉ bắt đầu với 7 chiếc bánh và những con cá nhỏ, là vì người đã chạnh lòng thương họ. Chúng ta thấy điều này là cốt yếu, như là trọng tâm của mọi điều bác ái. Trong mọi sáng kiến bác ái từ thiện và mọi chính sách phân phối đều phải được khởi đi từ tấm lòng yêu thương. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, trở ngại, hoặc là không sớm thì muộn, những công việc ấy cũng bị chen vào đồ ích kỷ vụ lợi. Có nghĩa là nếu chúng ta không xuất phát từ lòng thương xót trước tiên và lấy điều đó là cốt lõi, thì sớm muộn sự ích kỷ hay là sự đố kỵ hay là vụ lợi của cá nhân mỗi người chúng ta sẽ bị chen vào và sẽ trở nên dễ đổ vỡ khi gặp khó khăn. Một điểm nữa chúng ta cần lưu ý trong bài Tin Mừng, đó là khi Chúa Giêsu làm phép lạ xong, Chúa Giêsu không tự mình phát cho dân chúng nhưng nhờ các tông đồ phát. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa muốn con người cộng tác với Ngài trong việc làm cho thế giới này mỗi ngày một xinh đẹp, mỗi ngày một tốt lành và tất cả mọi người được no nê. Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo của Ngài để hoàn thiện nó mỗi ngày một tốt hơn và để phát triển nó tốt đẹp trong thánh ý của Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa cũng muốn bảo chúng ta phải có liên đới với những người chung quanh, nơi giáo xứ, nơi trường học, nơi làm việc, vân vân, bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Người Kitô hữu cũng có trách nhiệm cộng tác với Chúa Giêsu để nuôi sống nhân loại.
Lạy Chúa, qua việc làm của Ngài, muốn hướng chúng con có một tấm lòng rộng mở, biết nhìn đến người anh chị em mình dẫu họ là ai, và sẵn sàng giúp đỡ, không co cụm, không ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi. Và từ người chúng con biết cộng tác với Chúa để nuôi sống nhân loại này. Thế giới này vẫn còn đó những anh chị em đói khát, tức là cũng còn rất nhiều người biết sống cho bản thân mình. Như lời cầu nguyện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng thế này: Xin Chúa ban cho con quả tim biết động lòng thương xót trước những thiếu thốn của anh chị em con. Lạy Chúa, của cải lương thực trần gian không thiếu, nhưng chúng con thiếu sự phân phối công bằng và lòng quảng đại xót thương. Xin Chúa làm cho nhân loại chúng con biết sống quảng đại, biết trao tặng, biết hiến dân, biết để dành lại cho người khác phần của họ. Amen. Trong tiệc cưới tại Cana thì có sự hiện diện rất quý giá của thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự tiệc cưới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó đã nói lên phẩm giá cao quý của hôn nhân. Chúa Giêsu đã lập bí tích hôn phối để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ân sủng để cho họ yêu thương nhau như Ngài yêu thương Hội Thánh. Và đặc tính của bí tích hôn phối đó là đơn nhất và bất khả phân ly. Đó là luật nguyên thủy và căn bản nhất của đời sống hôn nhân gia đình. Tiệc cưới chính là dịp để thể hiện niềm vui của ngày thành hôn. Trong tiệc cưới tại Cana, khi thấy thiếu rượu thì thân mẫu của Đức Giêsu mới nói với người: họ đã hết rượu rồi. Thân mẫu của Đức Giêsu rất nhạy cảm đối với nhu cầu cấp thời của đôi tân hôn, nhận thấy ngay thế kẹt của họ là thiếu rượu. Mẹ không chỉ đến dùng tiệc như những người khách khác, nhưng mẹ cảm thấy ở trong cuộc như người nhà của đôi tân hôn, rất quan tâm đến họ, nên mới nói với Đức Giêsu con của mẹ rằng họ đã hết rượu rồi. Mẹ xin Đức Giêsu can thiệp và hy vọng rằng Đức Giêsu sẽ làm dấu lạ để làm cho bữa tiệc hôn nhân có được niềm vui một cách trọn vẹn nhất. Thưa bà, chuyện đó can gì đến tôi và bà? Giờ của tôi chưa đến. Lời của Đức Giêsu là một kiểu nói nhằm từ chối một sự can thiệp chưa hợp thời, chưa đúng lúc. Đức Giêsu không thể cho xảy ra trước thời hạn giờ của người. Giờ đó là lúc người phải chịu chết và được tôn vinh, lúc người từ thế gian về với Chúa Cha. Tuy nhiên, tuy chưa có thể ban rượu của giao ước mới vì giờ của người chưa đến, nhưng Đức Giêsu sắp làm một dấu lạ tượng trưng cho việc ban thứ rượu mới đó. Linh cảm của người mẹ làm cho thân mẫu Đức Giêsu nhận thấy là người sắp can thiệp. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Đó chính là lời nhắn nhủ của mẹ Maria. Cụ thể trong tiệc cưới Cana, Đức Giêsu đã nói: các anh hãy đổ đầy nước vào chung đi. Đức Giêsu quyết định hành động nên ra lệnh cho gia nhân đổ đầy nước vào 6 chum đá và đã biến nước thành rượu ngon. Đó chính là dấu lạ đầu tiên tại Cana, miền Galilea. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào quyền năng của người. Người chính là đấng thiết lập giao ước mới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiệc hôn nhân gia đình, nếu có sự hiện diện của Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ có được niềm vui một cách trọn vẹn nhất. Tiệc hôn nhân của chúng ta, nếu có sự hiện diện của Chúa Giêsu thì sẽ được trọn vẹn và bền vững. Chúng ta hãy mời Chúa đến với bữa tiệc hôn nhân để gia đình chúng ta được bền vững trong tình thương yêu nhau. Hãy mời Chúa đến qua việc mở rộng tâm hồn đón nhận giáo huấn của Ngài, qua việc chúng ta thực hiện các
điều răn của Chúa và có tinh thần nhiệt thành cầu nguyện và làm việc bác ái. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu cũng làm dấu lạ trên bàn thờ để Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình máu thánh của Ngài. Ngài cũng đang hiện diện để chúc phúc cho chúng ta. Lời mẹ Maria nhắn nhủ đó là: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Đó chính là lời mời gọi hãy lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Có như thế thì ngôi nhà của chúng ta sẽ được vững bền, vì được xây dựng trên nền tảng vững chắc. Trên nền đá tảng đó chính là việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Dù mưa sa, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì đã được xây trên nền đá vững chắc. Xin Chúa Giêsu và mẹ Maria cùng hiền diện và chúc lành cho tất cả mọi gia đình của chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng con vừa đọc thuật lại cho chúng ta phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng đám đông đang khốn quẫn. Sứ vụ của Đức Giêsu là sứ vụ thần linh, tức là người đến trần gian để giải thoát muôn dân khỏi ách nô lệ tội lỗi và đưa về hạnh phúc bất diệt với ba ngôi Thiên Chúa trên thiên đàng. Tuy nhiên, sứ vụ thần linh ấy không làm cho người sao nhãng các nhu cầu thể chất của nhân loại. Người quan tâm đến cả những của ăn vật chất để duy trì sự sống con người. Từ 7 cái bánh và vài con cá nhỏ, Đức Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống đám đông khoảng 4.000 người và còn thu lại được 7 thúng dư thừa. Số 7 được xem là con số hoàn hảo trong Kinh Thánh. Điều này ngụ ý Đức Giêsu có quyền năng làm phép lạ vô biên, nuôi sống muôn dân muôn nước. Không có giới hạn nào nơi quyền năng và tình thương của người. Mặt khác, những hành động cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ chính là những cử chỉ truyền phép trong bí tích thánh thể mà hằng ngày vị tư tế vẫn cử hành cho chúng ta trong thánh lễ. Như thế, bàn ăn của phép lạ hôm nay báo trước về bàn tiệc thánh thể, nơi mà Đức Giêsu phục sinh sẽ nuôi dưỡng người tín hữu qua mọi thời đại bằng chính mình và máu thánh của người, để họ được sống và sống dồi dào. Đám đông dân chúng năm xưa đã chẳng quản ngại chuyện ăn uống để dành hết thời gian đến nghe Đức Giêsu giảng dạy. Và cuối cùng cũng chẳng có ai bị bỏ đói. Họ được no thỏa cả phần hồn lẫn phần xác. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn không ngừng mời gọi chúng ta chạy đến với bàn tiệc lời Chúa và mình máu thánh của người trong thánh lễ. Nơi đó, linh hồn và thể xác chúng ta được dưỡng nuôi bằng một loại thần lương vĩnh cửu, làm bảo chứng cho hạnh phúc đời đời trong vinh quang bất diệt. Chẳng có ai đến với Chúa mà bị bỏ rơi. Chẳng có ai đến với Chúa mà phải đói khát bao giờ. Quý ông bà và anh chị em kính mến, hôm nay chúng ta suy tư về ân cứu độ của Chúa. Người không chỉ cứu chúng ta về phần hồn, nhưng còn nuôi dưỡng chúng ta cả phần xác nữa. Trọn vẹn con người chúng ta, cả hồn lẫn xác, đều được Chúa yêu thương và dưỡng nuôi. Tuy nhiên, qua hình ảnh đám đông dân chúng, tin mừng còn nhắc nhớ chúng ta rằng nhu cầu về phần hồn cần được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và mình máu thánh Chúa
phải luôn là quan tâm bậc nhất của chúng ta. Và khi chúng ta đặt Chúa lên vị trí hàng đầu, thì tất cả các nhu cầu khác sẽ được Người lo lắng cho. Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống này, xin cho con biết dành thời gian chạy đến với bàn tiệc thánh lễ, để con được nuôi dưỡng bằng lời hằng sống và bằng chính thịt máu Ngài. Amen. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi mà Chúa làm nên điều rất ư lạ lùng, để nuôi 1000 dân theo Ngài nơi hoang vắng. Chúa sẽ làm nên bao nhiêu điều lớn lao nếu ta dâng hiến những gì mình đang có, dù bé nhỏ thôi nhưng với cả tình yêu. Trước bao đói khát vì bao nhiêu bất công, lời Chúa mời ta nhận biết trách nhiệm mình, chứ không làm thinh, không biện mình tránh né. Thế giới đẹp hơn khi con người dân thân góp phần với Chúa xây dựng lòng nhân ái, và Chúa sẽ cho tươi mới mãi ngày mai. Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm tin, đói niềm vui an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Trước bao áp bức và bao nhiêu chiến tranh, cuộc sống làm tăng cùng khốn cho con người. Trước bao tà gian cho đời thêm ai oán, vững chi dèm tan bao nhiêu điều trái ngang, vẫn còn trong ta, trong cộng đoàn cơ chế, và Chúa sẽ ban tươi mới với bình an. Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm tin, đói niềm vui an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu.